Mấy bạn ở Sài Gòn giờ này chắc nóng lắm ha. Ừ, ở trong giờ chắc nóng lắm, thấy thương ghê trời. Ở Sài Gòn lúc nào cũng nóng, như giờ là như 35, 36 độ đúng không ta? Ừ, nắng kinh khủng luôn á. Ừ, thấy thương ghê luôn á. Ừ, mình đang ở ngoài Cát Bà ở Hải Phòng á, mình thấy mát thấy ghê luôn vậy mấy bạn. Ừ, thấy tự nhiên mình ngồi ngoài này mà mình thấy thương mấy bạn Sài Gòn ghê luôn á. Ngoài này gió nó thổi lùa mát ơi là mát luôn thiệt, không tin là thấy tóc mình nó bay 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 không nè. Mấy bạn nhìn đi, trời ơi ngoài này nó mát sao mà nó mát, thấy thương mấy bạn Sài Gòn ghê luôn trời. Mấy bạn hãy like share để cầu cho Sài Gòn nó mát cái nào nha, một like để thả tim vô để cho Sài Gòn nó mát cái nào. Chứ mình ngoài này mình thấy lạnh nó ghê luôn, gió nó thổi lạnh cống luôn á mấy bạn.